Hương coi trước máy chai Nhật Quỳnh 30 giây thôi nha. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn xin hậu cô tu nữ tệ duyên Minh Quách Thanh Á, xích Tam Phương cô ấy Minh xích Rạng Đông đã hoan hỷ lời thì đã đến giờ chúng con học bài mới là thầy dạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tha Ma Dạ kính mời tất cả Phật tử cùng tâm ta mà cha tăng tề tha sát ta bà ra cha ca cha tí ca đề xế tu thầm măng ngàn bi măng ba trăm eva sa hâm ti brahma bà ra quanh tăng a ya cha tha Tùng hy pháp huệ na tăng bồ tát ca yun hê na thi hòa sa yàng tăng hà bồ tát gia đa đề na mi gia đa văn ta tu ga tu ba cha hóa gia đa vô nay ye a mang na ye thi tham ma tu ta tu ba phu ti sam bồ tát Anuna tham ma de sa năng ma ga wa na ni de se se sa ta năng a kham te na sa thu a yo pan te de se tu tham ma de sa năng sa ya bi ya ba si sa ya anu kham ba bi ka ta quen chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước măng luôn chờ trời lở mọc đằng nhìn sang trổ hoa lành rải tán mùi hương ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi đường an vui phạm thiên vẫn ngày đời nhắm vương ấm giá ngày đời cha tư có năm mà nhộm như niết bàn rồi mang gia pháp bốn mươi mà giam vang tròn một lòng chẳng ôi có ít hằng còn lâu năm cả tam giới mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp đôi chối mê cầu được khi đây con thay mặt lại chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính dạ từ bi hỷ dạ thuyết giảng bài 2
tâm là dạ, từ một tiết dạ mà kính này dâng biết lại cho đại đức ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị nhỏ. Chư tôn kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Thường lệ sẽ đọc qua ba lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Viết về các rác sằng to, bác viết về các rác sằng bị to, bác viết về các rác sằng bị to, rác sằng u bát sát mát sát chát, rác sằng u ba sa ma sa cha, ra sang u ba sa ma sa cha, nip đa rô hồ ti nip ba bồ, nip đa rô hồ ti nip ba bồ, nip đa rô hồ ti nip ba bồ, tham ma bi ti ra sang bi quan, tham ma bi ti ra sang bi quan, tham ma bi tí ra sang bi quan. À, kính thưa quý vị, bài này một từ bác về các ra sang có nghĩa là hương vị của độc cư, hương vị của độc hay là hương vị của tịch tịnh. Hương vị của độc cư hay là hương vị bác quý về cá là tịch tịnh hay là độc cư, rá sát là mùi vị hay là hương vị, mà do hai cái danh từ này được phối hợp thành một cái hợp từ được chia theo đó số ít, thành ra rá sát trở thành rá xăng, rá sát trở thành rá xăng. Bi to, bi to có nghĩa là sau khi nếm, sau khi nếm hay là sau khi uống. Trong ngữ cảnh này thì chúng ta sẽ dùng nếm. Sau khi nếm hương vị của độc cư hay là tịch tịnh. Rasang, rasang có nghĩa là mùi vị hay là vị hay là hương vị, tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dùng từ. Rá xăng có nghĩa là vị hay là hương vị hay là mùi vị. U ba sa mát sa, u ba sa mát sa có nghĩa là của tịch tịnh hay là của lắng dịu, của an tịnh. Đúng ra thì nó là an tịnh hay là tịch tịnh hay là lắng dịu, nhưng mà do ở trong cái ngữ cảnh này chia theo sở thuộc cách mình đã, chúng ta dùng cái chữ của vào, của lắng dịu, của an tịnh, của tịch tịnh đó. Chá có nghĩa là và, chúng ta đã biết rồi. Nidagro, Nidagro có nghĩa là không còn sợ hãi. Nidagro có nghĩa là không còn sợ hãi. Hô tí có nghĩa là thì hay là. Hô tí
nghĩa là Nibbabo. Nibbabo có nghĩa là không còn ác. Nibbabo là không còn ác. Thamma bi có nghĩa là hương vị pháp hỷ, hương vị pháp hỷ. Đây là một cái liên từ. Thamma có nghĩa là pháp, bi tí là vị hay là hương vị, liên từ là chia theo đối cách số ít ra nó trở thành Thamma bi tí rasang, hương vị của pháp hỷ. Cuối cùng chúng ta còn một cái hiện tại phân từ bí văn. Bí văn có nghĩa là trong khi nếm, trong khi nếm. Rồi vậy chúng ta đã lướt qua được phần từ rồi, từ đại minh rất nhiều. Bác viết về các rác sằng bị to ra rằng Upasamasacha Nidabho ti Nibbabo Thammabiti ra rằng bí quan có nghĩa là đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tình, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Bản dịch của châu. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa tại quyền đã quan lâm vào rung. Giờ đây một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng trong rung. Con xin thay mặt hội chúng ở trong rung xin thành kính cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự của Pháp Cú Kinh số 205. Và quyền có nghe được âm thanh của con, con thỉnh thượng tọa quan hỷ cho con biết tín hiệu và sa thú lần thay. Và bây giờ một lần nữa con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai Giá, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cũng như vậy. Dạ, cảm ơn cô Đăng Đông. Chúng con thành kính đánh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thừa Tòa Minh Hạnh và Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào quý tôn nữ. Dạ, xin bắt thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Bhuttang Phakkhava Tăng Apiwa Iswa Khai Tô Phakkhava Ta Tham Mô Tham mang nam sami supatipanno phakavato savaka sangho sangkhang nam mi chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta nghe một câu Phật, câu Phật cú mà ở đó nói lên một cái sự cung kính, một cái đời sống đúng đắn tốt đẹp, thì đó là một sự cúng dường đến Đức Phật. Thì chuyện kể rằng khi Đức Thế Tôn ngày đi về Vesali thì Đức Phật ngài mới nói, ngài nhìn về Vesali, từ Vesali nhìn về Ra Chết Đây, nhìn về tất cả. Và lúc đó đó ngài tuyên bố rằng 4 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, cũng như là vào Tết, vào gì đó, vào tháng Chạp gì đó, vào cái tuyên bố. Và cuối cùng ngài nói như vậy, và chính ngày rằm tháng Giêng thì Đức Phật ngài tuyên bố với Ma Vương. Trước đó thì ngài đã
đã có nói liên quan tới cái chuyện này sẽ ra đi. Và lúc ngay ngày rằm tháng giêng thì ngài tiếp cho Ma Vương, Ma Vương đến và nhắc lại và Đức Phật Ngài tuyên bố 3 tháng nữa Như Lai sẽ diệt độ Niết Bàn. Thì kính thưa quý vị, 700 thầy tỳ kheo tràn đầy lo sợ. Những vị mà chứng đắc thắng á, chứng niệm được cái giáo lý vô thường khổ não vô ngã đó, thì hay là ít nhất của các vị mà chứng đắc đến tam quả thì các vị đó còn bình tâm. Còn những vị mà chưa chẳng hạn như còn ngay cả chứng đắc sơ quả hay những vị còn phạm thì rất là buồn, ngay cả khóc. Các thầy tỳ kheo mới chia ra từng nhóm và bàn tán hỏi han chúng ta sẽ làm gì. Thì lúc bây giờ có tỳ kheo gọi là tỳ kheo Tích Xá mới nghĩ thầm, nếu qua thật 4 tháng nữa mà Đức Thế Tôn vào Niết Bàn mà ta chưa thoát khỏi cái sinh tử, mà còn tham dục sân hận si mê mạn nghi vân vân thì không được. Bây giờ ta phải cố gắng phải chứng đạt để thành tựu đạo quả, chấm dứt sinh tử, thành tựu vị A-la-hán khi Đức Phật còn ở tại thế này, thì cũng dường ngài. Thế là thầy thúc điểm quay nghi của mình, thân tâm của mình, sống riêng một mình, độc cư và không nói ai với ai một lời nào cả. Thì các thầy tỳ kheo mới hỏi, này huynh, này sư huynh, tại sao sư huynh lại làm như vậy? Thì thầy Tỳ Kheo Tích Xá cũng muốn nói gì, cũng không lưu tâm tới cái chuyện đó. Thì các thầy tỳ kheo mới bạch cái chuyện đó với Đức Phật. Bạch Thế Tôn, Tích Xá không có lòng tôn kính ngài. Thế ngài chuẩn bị lên đường như vậy, nhưng điều mà không tỏ ra cái sự thương tiếc hay không tỏ ra cái sự rung động. Thì Đức Phật ngài mới gọi ngài Tích Xá để cho các thầy tỳ kheo mới biết cái Tích Xá thực tại, cái tâm tư của Tích Xá nghĩ như vậy đó. Nếu như còn Thế Tôn ở đây mà con chưa chứng được pháp màu, con chưa thực hành trọn vẹn lời dạy của chính ngài thì con cảm thấy con buồn, cho nên con tách ly một đời sống của chính mình. Thì Đức Phật ngài tán thán, ngài bảo các thầy tỳ kheo lần thai này Tích Xá đúng như vậy. Và ngài bảo các thầy tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, chỉ có những người như Tích Xá mới thật sự là thương tiếc quý kính ta. Dù cho các ngươi có tôn kính ta, có dùng những hương hoa đón chào, làm hết khả năng của mình, thì sự tôn kính đó nó cũng có đúng tuyệt đối. Cho nên vì vậy, chỉ là một sự tôn kính nó mang tính thiện tâm. Những ai thực hành theo lời dạy của chính ta, người ấy mới thật sự là tôn vinh ta. Đây là một câu, đây là một ngày mà chúng ta biết. Theo cái thói đời, ta nói rằng cung kính không bằng cung kính không bằng phụng mệnh vâng lời, nghe theo lời dạy. Chúng ta tỏ vẻ ra cung kính để cho ta thương tiếc, nhưng không bằng không chúng ta thực hành thế này. Ngay cả trong tâm tư tình cảm chúng ta thương, ngoài cái tình thương đó nó còn là cái gì phải hiểu biết được. Thì cũng như thế, phải hiểu được Đức Phật là một bậc đã thoát khổ, ngài cứu khổ chúng ta, thì chúng ta phải đi trên con đường thoát khổ của chính ngài thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ ngồi đó mà tụng, chăm sóc, lo lắng, nhưng quả thật chúng ta không có đi theo những bước chân, không đi theo cái lời dạy của chính ngài, thì quả thật đó cũng chính là một điều mà chúng ta còn nhiều thiếu sót. Cho nên Đức Phật ngài nói lên cái bài kệ: đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhẫn, không sợ, không ác. Không sợ hay không ác,
nếm được vị pháp vị pháp hỷ. Ở đây Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ nói rằng: nếm rồi hương vị ẩn cư, nếm qua hương vị an như khổ ngờ, còn hương vô nhiễm vô lo, từ giờ pháp sánh so được nào. Là ở đây chúng ta thấy chúng ta luôn luôn tỏ vẻ ra là một người đệ tử Phật, học kinh công lý, thực hành theo lời dạy của chính Ngài, nhưng có ít bao người xét suy lại hiểu biết được cái giá trị tu tập của chính mình. Thấy một chuyện giản thôi, trong cái lúc làm việc này, trong cái sự sinh hoạt, chúng ta nói nhỏ ở trong cái hay cái chùa nhỏ của chúng ta trong pháp cú kinh này, nhưng nếu như có những người Phật tử lâu năm lâu tháng, nhưng vì ấy lại không biết, không có cái tâm vị tha, không có cái tâm buông mặt, mà luôn sân si bực bội khó chịu, nghe khiển trách cô Nhật Quỳnh, cô Ái Minh thế này thế kia, Phật tử Quá Tha Ná thế này thế kia, Đỗ Quá Tha Ná vân vân, tự nhiên cảm thấy bực bội khó chịu. Mình làm việc công đức không ăn lương mà còn bị trách, còn bị phiền, còn bị ganh, bị ghét, bực bội khó chịu. Mới vô mà biết cái gì, tôi lâu năm nay mới biết, mà còn nói chuyện tôi như thế, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đó chính ta, đó chính ta, đó chúng ta không tôn trọng, không tôn pháp. Lộ chúng tôi ví dụ cái từ ngữ để chúng ta được hiểu, chúng ta dễ hiểu. Còn ở đây nhẹ nhàng thôi. Có những chuyện trong cuộc đời này rất đơn giản, rất bình thường, nhưng khác thường. Rất là khó, nhưng rất là dễ. Nhưng chỉ có một điều thôi, cái tâm tư chấp của con người, đây là một điều nguy hiểm. Các thầy tỳ kheo cho rằng cung kính Đức Phật, khi cái sự ra đi của Ngài mà chúng ta nuối tiếc bằng những giọt nước mắt, bằng những cái tâm tư buồn chán hay là hành động như vậy, thì bằng cái nhìn của nhân sinh, của cuộc đời, thì người này có sự nhưng xét một mặt khác thì quả thật, nếu chúng ta biết chúng sinh rồi phải đau khổ lớn, rồi phải khổ sầu, rồi phải đau khổ như thế này thế kia, thì tất cả chúng ta đừng nên luyến tiếc quá nhiều, thương tiếc quá nhiều, mà chúng ta không hiểu, không biết gì về lời dạy của người. Chúng ta tôn trọng một vị thầy, làm những gì mà thầy còn gian dở, giữ gìn những gì của thầy chưa được phát huy tốt đẹp, chứ không phải ngồi tới đó mà làm thơ làm văn tiếc quá ân sư bắn bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ vá vàng lại bay, vân 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 vân, bao giờ tìm được bóng thầy. Nên tất cả là những một ý niệm tốt, không phải là tuôn chống, không phải là áp phích ba nô, mà là lớn. Đó chính là
những ý niệm yếm căn bản tốt đẹp. Chúng tôi mới có tổ chức một cái đám tang cho Phật tử, không có tiếng trống, không có tiếng kèn, chỉ có những lời tụng kinh, niệm kinh, chia sẻ bằng những cái pháp ngữ thì sau đó đó một số người Phật tử cũng rất là hoan hỷ. Họ có nói cái đám của mình không có ồn ào náo nhiệt mà nhẹ nhàng, rồi khi tiễn đi ra cũng không phải là kèn sáo gì mà phải thổi lên trống bát để nhằm cũng như là réo gọi cho người. Thì chúng tôi mới nói nếu như chúng ta cái tâm tư của chúng ta có đủ rồi thì chúng ta không cần thiết phải kèn trống, mà chúng tôi cũng vẫn cảm thấy ấm ở trong lòng. Thì cũng như thế đó quý vị, Phật pháp này phải là cái hình thức, Phật pháp này phải là cái hình thức. Và có đôi khi chúng ta chạy theo hình thức nhiều quá rồi đó, thì nó xa rời cái chân lý, nó xa rời cái lời dạy của chính Phật. Mà tất cả chúng ta cần phải có một sự suy quán, nội tâm nhất quán, quay về với chính mình. Để ở đó chúng ta hiểu được, thì chúng ta biết được cái lời dạy của chính Đức Phật. Chỗ này chúng nhớ Đức Phật ngày dạy câu này rất là tuyệt vời. So tham mang pasti, so mang pasti, ai thấy pháp người đó sẽ thấy Như Lai. Ai thấy được Như Lai đồng nghĩa rằng người đã hiểu được giá trị của Như Lai, thì là những người chứng đắc quả, không còn sanh tử khổ đau nữa, thì người đó mới là người thấy. Một cách khác nữa, cũng như khi hiểu thương không còn trách, nó vượt lên một cái cảm tôn kính một cách tuyệt đối, cái giá trị tôn kính một cách tuyệt đối đó, nó cũng như là nó có giá trị, nó cao cấp hơn cả tri kỷ, tri bỉ, hiểu biết và cảm thụ được những gì người khác cần, người khác muốn, người khác hiểu. Thì cái mà chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy hoặc là thấy Phật xuất hiện ở trong mơ hay là nhìn thấy đó, kính thưa quý vị, toàn là bằng cái thấy, bằng cái nhìn của tưởng tri, nó sáng đắc tình. Chúng ta đã làm thấp cái giá trị của chính Ngài. Xét lại cái điều này, chúng ta có tội hơn là có phước, bởi chúng ta so sánh bằng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta dễ nhìn thấy Phật lắm. Thấy Phật xuất hiện trước mặt mình, cái đó là bằng một niềm tin, và từ một niềm tin đó nó dẫn đến một tưởng tri sai lệch, nó không có cái trí tuệ. Giờ người ta cho rằng là Phật truyền trao tâm ấn, Phật ấn chỉ, có nhiều là cái điện năng, điện lực đó Ngài truyền tới cho mình, truyền tâm ấn cho mình như thế này thế kia. Đó tức là những tư tưởng ngoại dị biệt lồng ghép vào mà không giữ gìn một cái giá trị chân lý, một cái đời lời dạy muôn thuở, một cái sự chấm dứt sanh tử, một cái sự xả ly, diệt trừ tất cả các tham dục và sân độc. Lại có những con người không hiểu biết pháp mà tỏ vẻ ra như mình là một người giống trống pháp. Có những người không thông rành luật mà
chỉ trích đầu này, chỉ trích đầu kia, dẫn chứng điều này, điều luật này, dẫn chứng điều luật nọ. Họ như là xiển dương bảo trì pháp và luật này. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe thấy trên mạng nó có nhiều cái điều mà người ta chỉ trích điều này, chỉ trích điều kia, thì chúng điều này khi có người hỏi chúng ta đó, cái người làm thì không nói, người nói thì không làm, cái người khiển trách, khiển trách đó, thì người đó không bao giờ hiểu biết, mà người hiểu biết thì không khiển trách. Thật sự là vậy, bởi vì họ tự cho rằng chắc họ thông rành hiểu luật, chắc họ hiểu pháp và luật, pháp và luật này bằng một cái tư tưởng, bằng một cái cuốn kinh, cuốn luật họ xem, họ nghe, họ thấy chỉ như thế à. Sự thật lực từng trang kinh, học từng bài học, qua nhiều thời gian đi học lại, tới giờ này cá nhân chúng tôi cảm thấy mình quá ngu, quên cái gì mà mình đã được truyền trao, mình đã được học. Mà mình thấy có những người rất là đại ngôn khủng khiếp, dâm ba câu kinh, dâm ba điều luật, ra dẫn chứng như thế này, dẫn chứng như thế kia. Chúng tôi không dám bình phẩm luôn. Có cần thiết phải quan tâm tới những người đó không? Chúng tôi thôi kệ. Chúng sinh nó tự thể hiện như vậy. Thì cũng như thế đó quý vị. Họ tỏ vẻ ra là thông rành hiểu luật, hiểu pháp. Người nào mà tỏ rẻ vẻ qua nhiều như vậy thì quả thật như thùng rỗng kêu to, chứ chả có cái gì hết trơn. Nhưng cuộc đời này chúng sinh nó thích gì? Nó thích làm những cái điều mà chắc là tự cho mình là cao, tự cho mình là hay, hay là có những vị sống tự nhiên cái sống mang tính độc cư, rồi chỉ biết bắt đầu thì tìm nhiều miếng giải, đắp lên từng miếng giải, giá từng miếng giải, mà tự cho rằng cái y hoại sắc, cái y đáng phải, cái y đáng nhầm gớm, thì cái y xấu, quả thật sai. Có một lần chúng tôi gặp một vị mặc cái y như vậy, cái chúng tôi tới thấy vị đó cũng có cái tâm tu. Mình cứ thấy như vậy mình nghĩ tới nó sư ơi, nếu mà sư mặc y phấn tạo, sư muốn thọ một hành động làm một y phấn tạo, đó là một điều tốt. Nhưng sư phải hiểu cái lý y phấn tạo nó để làm gì. Chính mục đích của y phấn tạo là để tâm mình nhàm chán, tâm mình ly tham, mình không có bị dính mắc cái y, và ở đó mình mặc một cái chuyện bình thường. Còn nếu như cho tỏ ra là mình nghèo, mình làm như vậy thì xem chừng không có đúng pháp. Và sư phải nhớ, nếu mà sư may thêm dọc thêm một ngày nữa, để cho cái màu này, để cho cái màu sắc nó khác kia, thì sư biết y này nó không còn đúng theo luật nữa. Quý vị ấy trả lời câu chúng tôi nghe cái câu thì vậy thôi, không dám nói được. Nói sao để đất nói vậy, chứ con mặc cái y này con đi qua bên nước ngoài không có vị nào nói, ở trong nước cũng ai nói trơn, con chỉ nghe để đất nói. Thì nếu vậy thì nếu sư cho rằng các vị lớn không nói thì sư nghe tôi nhỏ hơn các vị lớn, thì có những cái điều đó sư chưa hề nói đi. Dạ, sư chưa hề nói sư. Nếu sư đó cho đó là cái lỗi xúc phạm sư thì thôi, cũng như tôi xin lỗi sư. Thì kính thưa quý vị, mình thật sự là thương cho người ta, mà đâu biết cái
tăng Skula là cái ý để làm gì? Cái ý hoại sắc là cái ý đó cũng phải về mai vá lại đúng pháp và luật, chứ không phải là mai vô cho nó nhiều miếng mà chúng ta gọi là ý bá nạ, hay là in trăm y trăm điều trăm mảnh đó ráp lại rồi mặc cái ý đó lên là đúng đâu. Khi băng Skula tức là cái y làm những cái vải tử thi hay những cái vải đơ nó rách để đắp vô, tôi nói thật quý vị, chúng tôi không biết mặc bao nhiêu lần cái y kêu kéo bốn băng Skula đắp trên người người chết để mình mặc, lấy và giặt lại để mặc chuẩn bị thôi. Chiều nay chúng tôi cũng đưa một cái ra để giặt mà mặc, có gì đâu. Khi kêu đệ tử ở chùa nó giặt, nó nói thật sư y nó chết rồi, sư phụ đắp thì nó có chuyện gì đó bình thường. Thì cái thứ việc cái mà đắp như vậy, mình nghĩ đây là cái y của xác chết, đây là cái y mà làm từ xác chết, thì tự nhiên cái tâm mình nó khác. Mà mình đẹp, mình nhìn cái y mà mình mặc y đẹp à, đi tới đi lui cái chừng nó cũng càng, thì cũng như thế nào chúng ta nói phải là chúng tôi là người, những người chứng đắc, người mà đại văn Skula y hoại sắc. Như cái hoại sắc là vậy đó, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, nó hiệu quả. Để mặt ta mặc để che thân, chúng ta mặc đây để tránh mũi mòn gió nắng ráng rít, tránh cái cảm lạnh vân vân, cái nóng cái lạnh của thời tiết. Chứ chúng ta mặc đem phải là xe xua. Thì cái ý này vậy, cái ý tứ như vậy đó. Mà vị ấy có cái tâm tu như điều mà bao nhiêu đó thôi, rồi chúng tôi biết vị này chấp là cái gì. Nghĩ rằng nếu như nói như vậy về cái hình thức không có tạo nên, tạo nên đây chính là một ý niệm của mình, thì nó sẽ tạo nên cái điều tốt đẹp hơn, đúng pháp, đúng pháp và luật. Thì cũng vậy, thì một cái chuyện nhỏ trong cuộc đời, chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật là chúng ta biết khâm nhận, chúng ta biết ly tham, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết xả bỏ nhục, chúng ta biết nhẫn nại của mình, bao nhiêu đó nó còn hơn là chúng ta mà chúng ta cột trói chúng ta phải giữ cái điều này, phải giữ cái điều kia, phải thọ giáo điều luật này, phải trì cái luật kia. Như thế thì coi chừng chúng ta đã giữ một cái luật hay là thọ trì một cái pháp môn như là kẻ chăn bò hay là những người hạnh, chứ không phải là chúng ta biết buông bỏ xuống những cái chấp ngã trong lòng ta. Đau đớn lắm, cuộc đời dòng sinh tử lăn trôi miên trại, chúng ta trôi xa những tầm tầm phải thật là tiếc thương. Còn phàm phu là phải tiếc thương, nhưng tiếc thương ở một mức độ vừa phải, ở một mức độ mà có kiểm soát, không đo chắc đếm, chứ không phải là một sự tiếc thương không còn cách để giải quyết, không còn cách để mà chúng ta thực hiện nữa. Từ những người thân chúng tôi ra đi điều phải nó rất đau buồn và thương tiếc, nhưng kính thưa quý vị, cảm thọ mà vô thường thì mình hiểu được như vậy có hay hơn là cứ ngồi mà cứ nhớ hoài thương hoài. Không phải vậy, nó đã qua rồi, sẽ qua, sẽ kết thúc.
niềm đau rồi cũng cũng sẽ chấm dứt. Khi chúng ta hiểu như vậy và chúng ta vượt qua như là một sự tiêu hóa, giải tỏa những khổ đau, được giải tỏa những đau trong lòng mình. Bây giờ người ấy thật sự không hiện hữu, bây giờ người ấy thật sự không còn trở lại nữa. Thì chỉ mong rằng ở đường sanh tử, ở một hoặc là xa đây, chúng ta trong dặm luân hồi đó có thể gặp nhau trong cái cội thiền, trong vai trò tốt đẹp hơn là khi gặp trong hiện kiếp này. Quá nhiều điều khổ, quá nhiều điều buồn mà ít điều vui, quá khổ mà ít lần hạnh phúc, vân vân. Thì kính thưa quý vị, khi mà hiểu và biết như vậy đó thì nó mới là một cái giá trị tốt. Thì ở đây muốn nói rằng, để một người mà thành tựu được, đạt được một cái giá trị tốt, đòi hỏi người đó phải có sự tu tập. Vì tỳ kheo Tích Xá không phải cung kính Phật bằng những cái giọt nước mắt tiếc thương, bằng những hành động mà gần kề hay là bàn tán chuẩn bị cho sự ra đi của chính Đức Phật, cố gắng tu tập như là một món quà, như là một vật cúng dường đến Đức Phật tốt đẹp nhất. Thì cái gì cũng vậy, đối với cái giá trị của Phật đạo, đó họ mới có người thành tựu cái giá trị tu chứng, thành tựu một cái sự an lành tốt đẹp. Mà sự an lành tốt đòi hỏi mọi chúng sinh, mọi con người phải cố gắng công phu, phải cố gắng luyện tập trên đời. Chỉ một cái hành động nhỏ thôi, cái chấp ngã chấp ta, chỉ một hành động nhỏ, biết dừng lại, biết nuốt trôi, biết nhẫn nhịn, biết chịu đựng, như thế là chúng ta cũng thành tựu được. Và chỉ từng cái điều nhỏ mà chúng ta biết bỏ thì chúng ta mới bỏ được cái điều lớn. Chúng ta bỏ được vật nhỏ thì cái vật khá khá hàng trung, rồi chúng ta bỏ được cái bậc vật của hàng trung, cái việc của hàng trung, hàng mà trung cấp đó, chúng ta mới bỏ được một cái cao hơn. Và cuối cùng chúng ta mới xác trừ được, mới cắt trừ được những cái gì nó cao cả. Chứ một việc nhỏ là cái nghe, cái thấy, hành động của người với mình bằng thân bằng khẩu, mà chúng tôi cứ ôm ấp, mà chúng ta cứ bị trói buộc bằng lời tiếng nói của người, bằng cái tiếng khen tiếng chê của người, thì là chúng ta xem như mà chúng ta bị dao động quá. Thì kính thưa quý vị, xem như cuộc tu của chúng ta có vấn đề. Cuộc tu của chúng ta có vấn đề. Tại sao chúng ta nói cuộc tu chúng ta có vấn đề? Bởi vì mới có bấy nhiêu đó mà chúng ta chưa giải quyết xong. Chúng ta không thể chuyển cấp được, chúng ta không thể tiến hóa được. Không thể chuyển cấp, không thể tiến hóa thì làm sao chúng ta thành tựu được, đạt được cái. Cho nên trong lúc làm việc, trong sự sinh hoạt, trong sự phụng sự của Phật pháp, hay là bằng những cái điều mà chúng ta làm để mục đích, để mục đích làm gì? Để mục đích chúng ta tạo các cái duyên phước, thiện phước,
Và chúng ta làm như vậy để nhằm mục đích tạo cái duyên lành cho chính mình. Vì tam bảo mà chúng ta làm, chứ không làm vì một cá thể cá nhân nào hết. Thì đây chính là một điều cao cả. Chứ nếu chúng ta làm vì người, chúng ta sẽ khổ. Chúng ta thương ghét thì chúng ta sẽ đau khổ trong cái thương cái ghét đó. Chúng ta làm vì thiện sự, vì phụng sự thì chúng ta mới vượt qua được. Mà đó chính là người ấy mới đúng là thực hành Pháp. Người ấy mới đúng gọi là tôn kính, tôn bậc tôn kính Pháp. Người ta chửi mình, mắng mình mà không biết, không ôm ấp, ít ôm ấp, thì đây chính là sự tôn kính. Chỉ còn trách móc một chút xíu cái tự nhiên tự ái đùng đùng, nghe la la cái là tự nhiên giận đùng 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 phát sanh, thì kính thưa quý vị, đây chính là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại để chúng ta mới biết được rằng quả thật mình chưa có cái đúng những đời con người đó. Đời con người nó lạ lắm, người ta thích gì á, hình nó nổi lên hình, chứ người ta không thích bằng ở trong tâm hồn. Hãy giữ kín trong tâm hồn. Nếu gì giữ kín trong tâm hồn thì nó còn đẹp còn hay muôn thở. Nếu như mà cái gì đã nở thì cái đó phải tàn. Cái gì đã nói ra thì cái đó chắc chắn qua tiếng của ta, đi qua xuyên tư tưởng của chúng ta, rồi nó rơi vào hư vô, rồi nó sẽ dĩ vãng. Còn gì đó chưa nói, nó sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây, dường như thế đấy, trong sự tu tập, không cần phải nói cho người ta, trong quá trình tu chứng của mình, trong sự chứng đắc của mình, mà ai nói ra thì người đó không có chứng đắc, mà người chứng đắc thì không nói ra. Người thành tựu tốt thì người ta không nói về cái thành tựu tốt, mà người ta luôn luôn biết rằng tiến bước, tự cho rằng nghĩ rằng mình tốt, thì người đó quả thật đã bị đứng lại như là một khúc gỗ chìm xuống dòng sông, chìm và nằm tại đó. Hay khúc gỗ này nó bị vứt, hay bị nó bị cắn ở bên biên bờ này, ở một bờ bên này, ở một bờ bên kia, vân vân, thì khúc gỗ này nó sẽ không thể nào mà tiếp tục trôi được. Trong cái khen, trong cái chê, trong cái oán giận, bực bội, khó chịu, và người ấy biết buông bỏ, biết vượt qua, biết chuyển hóa tâm hồn của mình thành thay, đây là một điều hết sức tốt đẹp. Nói như vậy, biết như vậy để tất cả chúng ta sẽ thấy trong đời này duyên gì đến rồi nó sẽ tới, chuyện gì đi rồi nó sẽ đi, chứ chúng ta không thể ép buộc nó được. Bây giờ kính thưa quý vị, khi nghe thấy người nếm đụng xung quanh chúng ta, chúng ta bớt chấp, bớt sân, thì đó là chúng ta thực hành theo lời dạy Phật. Còn chấp quá là càng. Tôi là người lâu năm, tôi là người năm tháng và thời gian, vân vân. Tôi là người hiểu biết, vân vân. Tôi là người giỏi, vân vân. Tôi là người giàu, vân vân. Tôi là người hay, vân vân. Tất cả mọi thứ đó. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật này cho đứng lên cái nhìn, tức là người đó bị vướng lại, bị mắc cạn hay bị chặn đứng, người ấy không thể nào tiếp tục
tiến tu được. Ở đây nói về một nội tâm, nội quán, tỉnh thức lớn lao vô cùng. Vì thì khách thích xác biết rằng rồi Đức Phật chuẩn bị ra. Mà khi Đức Phật ra đi, mình chưa thành tựu được một cái gì hết, mình chưa có đạt được một cái gì hết, thì quả thật điều này quá đáng trách. Mình cho rằng mình cung kính, cho rằng mình phụng mệnh, nhưng mà mình chưa có vâng lời, mình chưa có làm theo phụng mệnh, y mệnh, y giáo mà để phụng trì. Chúng ta nghe giáo nhưng không phụng trì, chứ không phải là y giáo mà thọ trì. Y theo cái lời dạy mà để chúng ta thực hành. Mà nếu y giáo phụng hành như vậy, đó chính là giá trị của y khắc tích sản. Mà chính Đức Phật ngài khen, ngài ăn tháng hơn là các thầy tỳ kheo khác, khóc lóc thở than buồn rầu tiếc nuối. Và kính thưa quý vị, chúng ta có tiếc nuối thì sự việc đó nó cũng sẽ xảy ra. Chúng ta có tiếc thương thì những chuyện đã xảy ra rồi, biết buông bỏ, biết được rồi nó là như thế. Hôm qua chúng tôi giảng về bốn cái khổ, khổ ngoại khổ và hành khổ. Chúng tôi cũng nói cái ngoại khổ này nè, đó là cái ngoại khổ. Chúng ta khổ rồi đi qua theo nguyên tiết của không gian, của thời gian, của tâm tư của chúng. Nó phải như thế thì chúng ta bước qua cái khổ. Và cái khổ này nó không ngự trị mãi mãi, bởi vì cảm thọ nó vô thường. Mà cảm thọ đã gọi là cảm thọ, mà cảm thọ trong lòng ta, cái sự tiếc nuối, cái sự khóc lóc, đó là cảm thọ ưu, cảm thọ khổ của thân và tâm. Như các thầy tỳ kheo khóc lóc khi Đức Phật chuẩn bị viên tịch vô dư y niết bàn, thì sự liên tiếp đó nó không bằng chính người ấy tranh thủ thực hành theo như là cái sự thực hành đó để tranh thủ khi mà Đức Phật còn đã đang có mặt trên đời. Thì kính thưa quý vị, cho nên vì vậy sự tu tập nó cần thiết lắm, nó cần thiết lắm 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 cho chính chúng ta. Muốn gần kề Phật, muốn thấy Phật, muốn gặp Phật, thì chúng ta phải thực hành theo lời dạy của Phật, mới hòa nhập tri kiến của Phật, mới đi trên con đường Phật đã đi, thực hiện theo lời dạy của chính ngài. Đó là sự cúng dường cao cả, đó là một sự tôn trọng, tôn kính y pháp và đúng lời dạy của chính ngài. Đây mà chúng ta thành tựu được thì đó chính là những người con của Phật, đó mới gọi là đáng xứng đáng gọi là Phật tử, là con của Phật. Và người ấy cũng còn không còn sanh tử đau khổ nữa. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày cái lời giảng là như thế. Nếu có điều chỉ sẽ tất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Kính chấm dứt thời gian tiếng nơi đây, trước khi đất Phật xuống lành đến trời đến thức tự đại thiên vương, các vị chư tiên ngôn trì chánh pháp, kính nhân phước lành đến các vị chư thần chư tiên tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như các vị chân linh ký linh, các vị chư thần chư thiên tại nơi đây, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Và kính nhân Phật Phật này đến sư trưởng cũng như sư huynh của chúng tôi, mong cho các ngài và quý vị được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, được thành tựu tri kiến, không còn phải khổ đau sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tham Ma Giả, nam mô Sắc Ca Giả. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Tường Tòa Tuệ Quyền đã giảng bài Pháp Cú số 205 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ.
tượng tọa minh hạnh đã rời rung và kính đại đức Phật tính chúc phúc cho rung cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và sư có trước máy không? Kính thỉnh sư. Avatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha rupa vena sada sate vavantu te Avatu sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma rupa vena sada sate Avatu sapa rakhanto sapa devata sapa sangha rupa vena sada sate vavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú và con kính sám hối với thượng tọa minh hạnh là cái máy con không thấy rõ cái mic của sư nên con thỉnh sư Phật tính và con kính sám hối với sư. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa tệ quyền, đại đức Pháp tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya ni wa ta san ti vi ha ra wa si ni re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wa tu so thin ka ron te tha vi ha ra mang da le Thế ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô na pa ti u ca ma cha sa sắp ba na bu ta su ki wa tu ya la mu cha ye pi cha an da sa bao na อาจารย์ปาติจาเตเนปิตุสังฆายังหาตุกังธัมโมธัมมาทาราจะพุทธะลาสังโฆโหตุสามัคโควะอัฏฐายาจะหิตายาจะอัมเหระ Ngày 30 giờ trở lại vào